Xin chào, Tuyền Tăng xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn luôn yêu thương và nhớ lịch hẹn của chúng ta mỗi tuần. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lại gặp gỡ chào đón thêm một khách mời, một nghệ sĩ mới đến với Khẩu vị ngôi sao của chúng ta để cùng lắng nghe họ chia sẻ về khẩu vị, sở thích và những bí quyết nấu ăn của mình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật là lớn để chào đón ca sĩ Khư Huy Vũ. Chào em. Dạ. Lời đầu tiên thì cho phép Khư Huy Vũ chào tất cả quý khán giả yêu thương của chương trình Khẩu vị ngôi sao, và đặc biệt là chào MC xinh đẹp của chúng ta. Ôi trời ơi, cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Tuyền Tăng xin phép được mời anh Khư Huy Vũ cùng với quý vị khán giả sẽ tiến vào bên trong phòng khách của Khẩu vị ngôi sao để mình trò chuyện cùng với nhau nhé. Okay. Mời anh ạ. Dạ rồi, chào anh đến với ngôi nhà Khẩu vị ngôi sao. Và nơi anh cảm thấy cái không gian từ phòng khách đến cái căn bếp đằng xa kia như thế nào, anh có thể chia sẻ cảm giác của anh được không? Đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao thì anh cảm thấy cái không gian bếp này cảm giác nó ấm áp, mà mình cảm giác mình đang thèm một cái gì đó. Vừa mới vô nhà mình ngồi xuống, mình nhìn thấy căn bếp bên kia rất là khang trang, đầy đủ vật dụng, nguyên liệu, mọi thứ đều rất là sạch sẽ và sáng sủa. Ngay lập tức mình đói bụng liền đúng không anh? Nếu mà đói bụng thì mình đặt hàng ngay hai món ăn với hai tờ giấy mà em đã chuẩn bị sẵn. Mình sẽ ghi vào trong đó hai món ăn mà anh mong muốn được thử trong chương trình ngày hôm nay. Rồi, ok. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ trò chuyện một chút xíu. Tại vì nhắc đến âm nhạc thì mình nói về anh Khư Huy Vũ rất là nhiều rồi. Còn về đồ ăn thì mọi người chưa có biết nhiều về cái sở thích ăn uống của anh. Anh có phải là một người thích nấu ăn hay không? Anh thì về nấu ăn có lẽ là anh rất là dở. À, hoàn toàn chỉ thích ăn thôi. Mặc dù mình không có giỏi nấu ăn, nhưng mà anh cũng đã được trải nghiệm rất là nhiều những cái món ăn của những người nấu khác nhau đúng không? Chính xác. Rồi, vậy thì bây giờ hy vọng là ngày hôm nay sẽ phát huy hết tất cả những điều đó, bởi vì sẽ có hai người bạn nữa. Hai người bạn này cũng chính là những người rất là hâm mộ chặng đường âm nhạc của anh Khư Huy Vũ. Và các bạn đã lặn lội tới đây để có thể nấu cho anh ăn những cái món ngon mà anh đã đặt hàng trong chương trình. Wow. Và bây giờ thì chào đón hai người chơi của chúng ta, đó chính là bạn Mai Mai và Hải Chi. Xin chào. Wow. Trời ơi, dễ thương quá. Xin chào hai bạn. Chào anh. Ừ, chào hai bạn, mời hai bạn chúng ta cùng ngồi xuống phòng khách của Khẩu vị ngôi sao nha. Hồi nãy nha, mình là cô gái độc nhất ở đây thì mình còn cảm thấy tự tin. Bây giờ hai cô gái năng động khác cũng đã xuất hiện, mình cảm thấy mình hơi lép vế chút xíu. Thôi nhường sân lại cho hai bạn giới thiệu về mình nhé. Xin mời hai bạn. Em tên là Hải Chi, em là giáo viên mầm non. Wow. Giáo viên mầm non, như vậy là nấu nướng thì bạn có tự tin vào cái kỹ năng của mình hay không? Đối với em chỉ cần nhìn là học được. Wow. Bạn này rất tự tin thưa quý vị. Còn người bạn còn lại thì sao? Xin mời bạn giới thiệu về mình. Mình là Mai Mai, hiện tại mình là biên tập viên. Hàng ngày thì mình cũng thường tự nấu những cái bữa ăn, nhất là ăn sáng và ăn tối cho mình, còn trưa thì ăn ở công ty. Nên là kinh nghiệm nấu nướng của mình thì không có được như những đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng mà cũng có thể là dùng được trong các dịp tiệc hoặc là trong gia đình. Xin được cảm ơn phần chia sẻ của bạn ha. Chúng ta đã có những cô gái tài năng, nó là những đầu bếp khá là chuyên nghiệp đấy nha. Bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta cùng nhau khám phá khẩu vị của anh Khư Huy Vũ. Tại vì mình nấu giỏi cỡ nào nó cũng không quan trọng bằng việc là mình hiểu anh này sao để mình làm nên một cái món ăn mà đánh trúng tim đen của anh. Bây giờ thì Tuyền Tăng xin phép được mời hai người chơi cũng như là anh Khư Huy Vũ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu những thử thách đầu tiên của chương trình. Trên màn hình của chúng ta hiện tại có các ẩn số, và nhiệm vụ của tất cả các bạn đó là sẽ vượt qua các thử thách của chương trình. Cứ mỗi một thử thách hoàn thành thành công thì người thắng cuộc sẽ nhận được một điểm và nhận được quyền lật mở một ẩn số. Bên dưới ẩn số đó chính là những dữ kiện, những thông tin về khẩu vị, về thói quen ăn uống mà anh Khư Huy Vũ đã cung cấp cho Khẩu vị ngôi sao. Trong mỗi một ẩn số đó sẽ có một ẩn số duy nhất có chứa huy hiệu thần bếp. Và nếu như bạn là người mở được ẩn số có chứa huy hiệu thần bếp thì bạn sẽ nhận được đặc quyền. Đặc quyền đó có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, bạn sẽ được kế bỏ một cái thử thách mà mình phải gánh chịu trong phần 2, đó là phần chinh phục khẩu vị ngôi sao. Hoặc lựa chọn thứ hai, đó là bạn có quyền nhờ vả anh Khư Huy Vũ hoặc là Tuyền Tăng hỗ trợ các bước sơ chế trong phần nấu ăn của bạn. Bây giờ hãy cùng chờ xem là thử thách đầu tiên dành cho các bạn đó là gì nhé. Xin mời chương trình. Thử thách đầu tiên đó là về câu hỏi. Mời Mai Mai và Hải Chi, chúng ta sẽ cùng cầm bảng lên và sẵn sàng nha.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Chế độ ăn nhiều muối có liên quan đến vấn đề sức khỏe nào? A. Huyết áp cao. B. Xơ nang. C. Ung thư. Thời gian 5 giây dành cho cả hai bạn bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Tana, trời ơi, rất là tự tin luôn. Hải Chi chọn huyết áp cao, còn bạn Mai Mai cũng chọn phương án A. Đáp án đó là A. Xin chúc mừng. Đó chính là huyết áp cao. Xin được cảm ơn cả hai cô gái, mỗi người nhận về cho mình một điểm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với dữ kiện dành cho câu hỏi đầu tiên. Xin mời. Miền Tây. Được gặp gỡ và được ở miền Tây cũng rất là nhiều, cho nên là các khẩu vị miền Tây là hầu như là trong cái tâm hồn ăn uống của mình khá là lớn. Vậy ví dụ đi anh. Thì miền Tây mình là đặc sản là như là mắm nè ha. Mắm. Hay là khô, hay là bá khía nè. Và đặc biệt là cái món đặc sản nữa là anh rất là thích, đó là nói mà mình chịu không nổi luôn. Đó là cá linh. Trời cá ơi. Linh mà nấu với bông điên điển, đúng rồi. Em có ăn chưa? Mọi người có ăn món đó chưa? Em ăn rồi. Nhắc tới là đói bụng luôn nè. Bây giờ sẽ là thử thách tiếp theo dành cho mọi người, chờ xem là chương trình mang đến gì cho chúng ta nghe. À, lại là một câu hỏi. Câu hỏi của chúng ta như sau. Đây là một câu đố nha. Có gạch mà không xây nhà, đào hầm, đào hố nhẫn nha ngoài đồng. Điệu con trăm đứa trong lòng, vung hai lưỡi kiếm lên không giữ mình. Đố là con gì? Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Và xin mời câu trả lời của hai bạn. Hải Chi là cua, còn Mai Mai chưa nghĩ ra. Và đáp án từ chương trình đó là cua đồng. Giỏi quá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với khách mời khám phá ẩn số tiếp theo sẽ nói gì về anh ấy nha. Xin mời. Tây Ninh. Nhắc đến Tây Ninh thì Mai Mai với Hải Chi nghĩ đến gì đầu tiên? 3, 2, 1, Mai Mai. Bánh tráng. Bánh tráng. À, còn anh Khu Huy Vũ, anh chia sẻ đi. Tây Ninh thì đặc sản là bánh tráng, đúng rồi. Nhưng mà còn một cái món nữa rất là đặc trưng nữa, gọi là bánh canh Trảng Bàng. À. Gần chợ Trảng Bàng, Tây Ninh mình là sẽ có những cái quán bán bánh canh rất là ngon. Đó, đã có bánh tráng phơi xương nè, rồi cá lóc luộc, rồi thịt heo, rồi rau sống, rồi... Được cái anh Khu Huy Vũ không chỉ hát hay đâu, ảnh mình liệt kê đồ ăn một cái là ở đây đói bụng luôn nha quý vị. Không biết quý vị ở nhà sao rồi ha. Cho nên bây giờ mình tới thử thách tiếp theo đi à. Xin mời thử thách ưu tiên. Chào đón hai người chơi và anh Thu Huy Vũ đang đến với thử thách ưu tiên. Ở trên đây là một chú cá sấu đang bất động. Và nhiệm vụ của các bạn đó là sẽ thay phiên nhau ấn vào răng của chú cá sấu này. Ấn cho đến khi nào bỗng dưng cử động thập vô một cái vô ngón tay của mình thì ai bị trước người đó sẽ là người thua. Và người còn lại nghiễm nhiên là người thắng cuộc, nhận một điểm và được mở ra dữ kiện tiếp theo. Ai muốn chơi trước hay là quánh tù xì? Quánh tù xì cái đi. 3, 2, 1. Rồi. Người thua đi trước đúng không? Người thua đi trước hả? Tôi đi trước hả? Đúng rồi. Trò chơi 3, 2, 1 bắt đầu. Cố lên. Rồi, hiểu luôn. Quá nguy hiểm. Và như vậy, kết quả chung cuộc, người thua đó chính là bạn Mai Mai. Nhận được một điểm từ thử thách ưu tiên, xin được chúc mừng Hải Chi. Và bây giờ, mời mọi người chúng ta sẽ quay trở lại với phòng khách để khám phá dữ kiện tiếp theo trong ẩn số của chương trình. Rồi, thông tin tiếp theo sẽ là gì đây? À, Quảng Nam. Lần đầu tiên của Vũ là được đi Quảng Nam hát. Wow. Là được các anh chị khán giả ngoài đó dẫn đi ăn món đặc sản. Đó là món mì Quảng. Và anh có cái yêu cầu gì cao không? Ví dụ như là món ăn nó phải cay thì cay, hay là nó sẽ như thế nào không? Hay là thích ăn cay? Chính xác. Phải cho chút xíu sa tế tôm vô trong cái tô mì Quảng đúng không? Chút xíu không đủ đâu. Một muỗng. Hai muỗng. Hai muỗng sa tế tôm vô nó cay mà nó thơm, nó có chút xíu tôm trong đó nữa là cái tô mì Quảng mình xuất sắc luôn anh ha. Rồi em biết anh chịu không nổi rồi, cho nên bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách tiếp theo đang chờ Mai Mai và Hải Chi nghe. Thử thách câu hỏi. Câu hỏi của chúng ta như sau. Trứng gà nên bảo quản trong tủ lạnh với thời gian là bao lâu? A.
từ 3 đến 5 ngày. B, từ 3 đến 5 tuần. C, từ 3 tháng. Thời gian dành cho Mai Mai và Hải Chi bắt đầu 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Và thêm một câu hỏi nữa có trùng phương án trả lời, cả hai bạn đều chọn A. Và đáp án từ chương trình của chúng ta đó chính là từ 3 đến 5 tuần là phương án B. Thời hạn nên bảo quản trứng trong tủ lạnh là từ 3 đến 5 tuần để đảm bảo tuổi thọ cũng như độ tươi ngon của trứng. Trước khi bảo quản trứng trong tủ lạnh thì chúng ta sẽ rửa sạch, lau khô bằng khăn mềm vì vỏ trứng có thể dính đất, cát hoặc phân của gia cầm. Nếu không thực hiện qua bước này khi để trứng vào tủ lạnh thì bạn cũng đã vô tình tiếp tay cho vi khuẩn xâm nhập vào tủ lạnh của mình. Và bây giờ thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục khám phá dữ kiện tiếp theo từ chương trình thôi. Xin mời Hà Nội. Trời đất ơi, có khi nào đi hết ba miền đất nước của mình luôn không ta? Bây giờ đi tới Hà Nội luôn rồi. Hà Nội là một nơi mà Vũ hay thường xuyên đặt chân về đó để mình đem lời ca tiếng hát. Hà Nội thì rất là nhiều đặc sản, nhưng mà anh thích cái gì cũng cái nét đầu tiên á, thức ăn cũng vậy đó. Đúng rồi, mình ăn được cái nơi đó đầu tiên mình cảm thấy cái món này để mình khắc vào tâm trí mình, đó là mình sẽ nhớ hoài, đó là bún chả. Bây giờ thì sẵn sàng đến với thử thách tiếp theo đang chờ đợi chúng ta nha. Đó là đây sẽ là thử thách đối kháng, hai bạn sẽ bước vào chiến tuyến đối đầu nhau. Và đây là thử thách đối kháng dành cho Mai Mai và Hải Chi. Mỗi bạn sẽ nhận được 15 cái ly nhựa, một chậu nước. Và ở bên trên chậu nước này thì ban tổ chức của chúng tôi đã đặt một chiếc đĩa để tạo mặt phẳng cho các bạn, giảm độ khó của trò chơi này chút xíu. Và nhiệm vụ của các bạn đó là sẽ lần lượt tạo thành một tháp ly. Một ly đặt ở phía dưới, ly đối nghịch lại như thế này, càng cao càng tốt, cho đến khi một trong hai bạn không giữ được thăng bằng cho cái tháp đổ thì bạn đó sẽ là bạn thua cuộc. Nghiễm nhiên người còn lại sẽ nhận được điểm cộng và mở dự kiện cuối cùng. Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, thử thách bắt đầu. Cố lên. Thật là cẩn thận, tỉ mỉ, nhẹ nhàng thôi. Xin vô. Lưu ý là độ tay rung. Chưa bao giờ mà trong các thử thách từ ưu tiên cho đến đối kháng mà chúng tôi lại diễn ra vô cùng nhanh gọn đến như vậy. Dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa thì người thắng cuộc vẫn chính là Mai Mai. Chúc mừng em. Và quay trở lại phòng khách, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thông tin cuối cùng. Xin mời. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở ra thông tin cuối cùng của ẩn số nha. 3, 2, 1, xin mời. Bình Định. Và mọi người thấy không, đó cũng chính là huy hiệu thần bếp đã xuất hiện ở ẩn số cuối cùng. Có nghĩa là chúc mừng cho Mai Mai, bạn đã sở hữu huy hiệu thần bếp rồi. Và trước khi chúng ta đến với những phần tiếp theo thì mời anh Khương Huy Vũ sẽ tiếp tục chia sẻ nhiều hơn về Bình Định. Đặc trưng là cái món bánh ít lá gai rất là ngon đúng không? Bột nếp nè. Dạ, bột nếp. Nhân đậu xanh. Anh tiếp tục rồi đó. Được gói vào. Thôi anh ơi, xoay yếu mà anh cứ tiếp tục đi. Quấn lại với lá gai, cái hương vị nó thơm thơm, mùi lá gai rất là đặc trưng. Rồi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 5 cái dữ kiện thông tin về những cái sở thích ăn uống của anh Khương Huy Vũ chia sẻ đến cho hai bạn. Chiến thắng chung cuộc đã thuộc về bạn Hải Chi. Bây giờ mới là cái khúc vui nè. Mình sẽ cùng nhau khám phá xem là hôm nay anh Khương Huy Vũ đã đặt hàng hai món ăn nào nha. Món ăn đầu tiên đó là gì đây? Ta-da! Bún, đậu, mắm, tôm. Và món thứ hai, bánh tráng trộn. Bây giờ chọn đi. Em chọn bún đậu mắm tôm. Hải Chi quyết định chọn bún đậu mắm tôm. Và đây là món ăn của bạn. Vậy thì món ăn còn lại, bánh tráng trộn, sẽ là của Mai Mai nha. Rồi, bây giờ thì Hải Chi ơi, vẫn còn một ưu tiên nữa dành cho bạn. Ở bên phía tay trái của Tuyền, hướng nhìn của Tuyền nhé, chính là khu vực bếp bên trái, bên còn lại chính là khu vực bếp phải. Vậy thì bạn sẽ chọn khu vực nào mà bạn cảm thấy thoải mái nhất? Bên đây là bên trái, bên đây là bên phải. Em chọn bên trái. Như vậy là Hải Chi sẽ chọn khu vực bếp bên trái. Và khu vực còn lại sẽ là căn bếp, là không gian của Mai Mai. Rồi, bây giờ thì chúng ta vào bếp thôi.
Và xin được chào đón tất cả những người chơi của chúng ta đang cùng đến với căn bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao. Chúng ta đã cùng nhau biết được là Mai Mai và Hải Chi sẽ thực hiện món ăn nào mà anh Khưu, Huy Vũ yêu cầu trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và xin được lưu ý với Mai Mai là bên cạnh việc là phải thực hiện món ăn cũng như là gánh chịu thử thách mà chương trình đưa ra trong căn bếp này, thì bạn đừng quên bạn đang sở hữu huy hiệu thần bếp và bạn có cơ hội chọn một trong hai đặc quyền ưu tiên dành cho mình. Bây giờ bạn chọn đi, bạn chọn sự hỗ trợ đến từ chúng tôi hay là bạn chọn tháo cái bao bố khó chịu ở trên người mình ra nè? Mình nghĩ là mình chọn tháo cái bao bố này ra đi. Bạn ấy quyết định là tháo cái bao bố ra chứ tuyệt nhiên không quan tâm, không cần chúng tôi, thôi cũng được đi, rồi mời bạn tháo bao bố ra. Mai Mai thoải mái rồi hen. Còn Hải Chi ơi, mình không có nguyên hiệu thần bếp nên là mình sẽ phải chịu một cái thử thách đến từ căn bếp mà chương trình đưa ra cho bạn. Đó là ngồi trên một chiếc ghế xoay. Và lưu ý là xuyên suốt cái quá trình thực hiện món ăn là bạn sẽ không được chạm chân xuống đất. Chân của bạn sẽ đặt lên chân ghế. Và bạn muốn di chuyển từ khu vực này sang cái khu vực bồn rửa để sơ chế thức ăn thì bạn phải di chuyển bằng cách là lùi ghế, đẩy ghế như thế nào đó tôi không biết. Cứ cố gắng xoay sở nha. Cố lên. Bên đây luôn. Rồi đứng bên đó luôn. Đó, cả hai bạn của chúng ta đều đã nhận được nguyên liệu ở khu vực bếp của mình. Nhưng mà nếu như các bạn quan sát kỹ một chút xíu thì sẽ thấy còn thiếu đúng không? Mai Mai thấy thiếu gì? Bánh chén. Còn Hải Chi, món mình tên gì? Bún đậu mắm tôm. Vậy thì ở đây có đậu chưa? Dạ có. Có mắm chưa? Rồi. Bún đâu? Đó là thiếu bún. Một bên thì thiếu bún, một bên thì thiếu bánh tráng trộn. Và người sẽ mang bún và bánh tráng trộn đó đến cho hai bạn, đó chính là ngôi sao của chúng ta ngày hôm nay, anh Khưu Huy Vũ. Anh đi mua hả? Dạ không, không cần đi mua. Anh chỉ cần ở đây vượt qua các thử thách của chương trình là anh có thể mang nguyên liệu đó đến cho các bạn. Rồi, bây giờ thì Tuyền Thăng xin phép được mời Hải Chi và Mai Mai, mỗi bạn sẽ bắt đầu sơ chế những cái nguyên liệu cơ bản trước. Còn Tuyền Thăng và anh Khưu Huy Vũ sẽ cùng di chuyển đến khu vực thực hiện thử thách để nhanh chóng mang nguyên liệu về cho các bạn. Đi thôi, đi đi đi, các bạn tập trung làm đi nha. Anh ơi, đây chính là khu vực thử thách dành cho anh. Mình sẽ có tổng cộng 2 thử thách, vượt qua 1 thử thách lấy được 1 nguyên liệu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách đầu tiên. Với thử thách này thì anh Khưu Huy Vũ sẽ phải tháo giày của mình ra và đặt đôi chân trần của mình vào một cái chiếc phao ở bên trong đã được ban tổ chức chuẩn bị nước cực lạnh. Mình sẽ cầm cái rổ có rất là nhiều những cái phi tiêu ban tổ chức là có chuẩn bị, vừa đứng trong thao vừa phóng phi tiêu làm sao để cho bể hết những quả bong bóng đang được treo ở trên dây đằng kia. Bể hết càng nhanh thì có nguyên liệu càng sớm mình đưa bạn hoàn thành món ăn. Đơn cho giản, mình thưởng thức giản. Wow. Ôi, nước đá vậy? Hả? Trời ơi, ôi chân đỏ lên luôn kìa. Ôi vô luôn, nhanh lên, thời gian có hạn. Bắt đầu. Ê da, sao khó vậy? Trời ơi, coi chừng nghe nhạc của em nha. Hay quá. Ơi, tuyệt vời. Lạnh thiệt á, lạnh quá. Ê da, hay quá. Ui, giỏi quá. Cố lên. Quán nhịp ơi. Ủa da. Ê da, không sao. Không phải vì sao nó lạnh cái chừng quá, nó mất bà tập trung nè. Hay quá. Hết mới được ra hả? Lạnh quá. Cố lên. Lạnh chân quá. Hay quá. Bách trúng nha. Bây giờ lạnh quá. Bên đây. Hay quá. Một cái thôi. Chỉ một cái thôi. Ba cái luôn cái lục nè. Đó. Ba cái một lần luôn. Ba cái nó sẽ dễ hơn. Trời ơi. 1, 2, 3. Vô. 1, 2, 3. Vô. Yeah. Rồi bây giờ bước chân ra. Và đây là thử thách thứ hai của anh để mang bánh tráng về cho bạn Mai Mai. Đầu tiên anh sẽ đặt hai bàn chân của mình lên một cái tấm thảm ở đây đã được chúng tôi biến hóa cho nó hơi trơn trượt. Tiếp theo là cứ mỗi một lượt di chuyển như vậy thì anh Khưu Huy Vũ sẽ đặt một cái bánh lên trán của mình và phải ngước lên trên để không làm cho cái bánh của mình nó rớt. Anh di chuyển từ đến đây, tại điểm chốt cuối cùng đó chính là chiếc dĩa đang chờ đợi. Mình sẽ có tổng cộng là 3 chiếc bánh cần phải được về vị trí đích này. Ba cái thôi. Đơn giản. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Kỹ rồi. Thì chơi thôi. Và chiến bây giờ chiến rồi. 3, 2, 1 mời anh bước lên. Trời ơi, anh phải lấy thằng bạn. Trời ơi, em sợ quá. Tới chưa? Trời ơi, chưa còn tới. Một chút xíu thôi, ráng lên. Mọi người ơi, mọi người em cũng sợ nữa. Rồi còn tới.
Anh này có đi lại nửa đường nữa không? Không, không. Phải lên tới đầu nữa hả? Rồi bây giờ em sẽ dịnh anh nha. Rồi. Ôi da. Ôi da, từ từ. Em vẫn ở bên cạnh anh. Anh phải bước lên, không có trơn. Một chút xíu thôi. Phải giữ thằng bằng. Tới rồi. Rồi, một chút nữa. Tiếp không? Em sẽ hỗ trợ anh, nhưng mà bây giờ thay vì mình để ở trên trán thì nó khó quá. Mình sẽ ngậm hai cái bánh vô trong miệng mình đi, xong rồi mình tiếp tục di chuyển lên đây. Được. Nó đỡ hơn chút xíu à. Trời ơi, miếng ăn tới miệng luôn rồi đó. Rồi, lên nha. Ăn miếng thôi không không à. Ngước mặt lên chút xíu rồi. Bắt đầu di chuyển. Em sợ quá mọi người. Một trong những thử thách khó nhất của khẩu vị ngôi sao phiên bản nâng cấp. Nhưng mà cuối cùng thì anh Khương Huy Vũ đã giành chiến thắng. Yeah. Trời ơi, quá giỏi luôn. Mình sẽ về bàn, mình lấy đồ ăn đưa cho bạn của mình trước. Còn anh, mình ra nghỉ ngơi, lát nữa mình quay lại mình thưởng thức món ăn của hai bạn nhé. Rồi. Nè, của em nè. Dạ, em cảm ơn anh. Bây giờ em nghĩ là mình với cái bộ đồ này thôi, mình ra mình giặt, mình rửa chút xíu đi ha. Để lát mình quay lại tinh thần tươi mới, nhiều năng lượng hơn, nên mình còn thưởng thức hai món ăn của các bạn nữa. Mình đi qua đây nha anh, qua nghỉ. Tại em á. Thôi mà vui đúng không? Xin chào tất cả các khán giả, Tuyền Tăng và anh Khương Huy Vũ đã quay trở lại rồi đây với thành phẩm đến từ Mai Mai và Hải Chi. Hải Chi là món bún đậu mắm tôm, còn bạn Mai Mai của chúng ta đó chính là bánh tráng trộn. Ủa trời ơi, thấy thương ghê không, khuyến mãi. Luôn à. Bánh tráng cuốn nè, đó là có chén chấm, đây là để làm bánh tráng chấm luôn nè. Quá trời luôn, này là vi thần tượng của mình dữ lắm mày hen. Giờ mình thử món nào trước Tuyền Tăng? Tùy anh. Em muốn thử cùng anh không? Dạ được, để em lấy. Biết ngay mà anh đang muốn thử lòng em mà thật sự là em như vậy rồi. Vô thơm ở mùi mắm tôm là anh chịu hết nổi rồi đó. Rồi mới á. Trước tiên mình phải dạ thịt miếng luôn. Thịt nè. Rồi cho em. Trời ơi, rồi miếng để em gấp lại cho anh miếng. Rồi, rồi. Cho anh miếng bún luôn nè. Rồi anh chỉ có biết thưởng thức thôi. Dạ. Anh ăn xong anh thấy sao? Mắm thì là đương nhiên là anh là món khoái khẩu của anh rồi. Dạ. Chỉ nghe cái mùi thôi là anh đã chịu không nổi rồi. Đúng ý em. Thịt heo rất là tươi. Cắn vào một cái mở nó xịt ra trong miệng mình. Đậu cũng rất là tươi. Chiên không có mềm lắm mà cũng không có dai lắm, mà cũng không có giòn lắm, nó vừa phải. Thấy tuyệt vời. Thấy được cái vị béo, vị mềm, vị béo, của vị cái miếng đậu. Cảm giác rất là tuyệt vời. Tuyệt quá vời, tuyệt vời luôn anh. Trời ơi. Bây giờ tới mình thử bên đây ha. Khoan, bây giờ trước khi mình thử món kế bên thì mình sẽ uống một miếng nước lọc. Để mình tráng miệng cái hen. Uống miếng nước hen. Ngon nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với món bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn nha, bây giờ em thử với anh nha. Dạ, tất nhiên ạ. Em muốn ăn bánh tráng trộn trước hay là ăn bánh tráng... Bánh tráng trộn đi, tại vì chủ đề của mình chính mà. Dạ rồi, một phần cho anh đi ạ. Mời quý vị khán giả cùng ăn với Tiền Tăng và anh Vũ nha. Đúng là thêm rau răm vô, dậy mùi lên luôn. Giờ mình cái bánh tráng cuốn nha. Rồi. Cho em một miếng. Rồi, dạ, hai mình chia nhau. Rồi, em lấy một miếng này. Ok. Rồi. Rồi, xin mời. Trong cái dĩa bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn của tâm tư của người đẹp này thì nó đầy đủ hương vị cuộc sống hết á. Em cảm thấy không? Chua. Béo. Cay cũng có. Có chút mặn. Đúng. Chút ngọt. Và kết quả của anh Khương Huy Vũ sau khi trải nghiệm hai món ăn của Mai Mai và Hải Chi, người chiến thắng đó là bạn. Cái nào cũng vừa khẩu vị của Vũ hết á, cho nên là không biết phải như thế nào đây.
Nhưng mà nếu mà so ra thì mắm và khô, nhất là mắm hả, ăn cơm mà ăn với mắm hầu như là anh ăn rất là nhiều. Dạ. Cho nên là có nghe cái hương vị thôi đã chiếm lĩnh trái tim của anh rồi. Cho nên là anh xin phép là nhường quyền lại cho bé đẹp của chúng ta. Người đã chinh phục được khẩu vị của anh Khương Huy Vũ đó chính là bạn Hải Chi. Xin chúc mừng, chúng ta cùng nhau nhận quà thôi. Mọi người ơi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua cả hai thử thách của khẩu vị ngôi sao phiên bản nâng cấp với rất nhiều những điều thú vị mới. Và bây giờ Tuyền Tăng rất là muốn được lắng nghe những cảm nhận của hai người chơi ngày hôm nay. Bây giờ thì Tuyền Tăng xin phép được mời Mai Mai trước nha. Được tự tay làm cho một cái ngôi sao ăn cảm giác nó khác khác. Chúc chương trình là sẽ luôn luôn thành công và phát triển để cho người chơi có thể học hỏi và tìm hiểu thêm về kiến thức nấu ăn nhiều hơn. Xin được cảm ơn Mai Mai. Còn Hải Chi thì sao? Em cảm ơn chương trình là đã cho em tới đây được trải nghiệm và được phục vụ nghệ sĩ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Còn anh Khương Huy Vũ thì sao? Anh thấy chương trình của mình như thế nào? Vũ cảm nhận một chương trình rất là tuyệt vời. Mong rằng càng ngày chương trình khẩu vị ngôi sao sẽ được quý vị yêu thương nhiều hơn nữa, đón nhận nhiều hơn nữa để có rất là nhiều những số tiếp theo đặc biệt hơn, mang tất cả những cái gì vui nhất, hạnh phúc nhất đến tất cả mọi người. Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ trao thưởng cho người thắng cuộc. Xin được trao bản giải thưởng về cho anh để chúng ta cùng chúc mừng cho Hải Chi. Chúc mừng Chi nha. Em cảm ơn chương trình. Xin được chúc mừng. Xin được chúc mừng Hải Chi. Xin được cảm ơn Hải Chi, Mai Mai cũng như là anh Khương Huy Vũ đã đến với ngôi nhà của khẩu vị ngôi sao. Cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả đã luôn luôn yêu thương và đồng hành cùng chương trình. Đừng quên, chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng với công ty truyền thông Bi. Còn bây giờ thì Tuyền Tăng, Khương Huy Vũ cùng với Hải Chi và Mai Mai xin chào và hẹn gặp lại. Chào.